Chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm sơ qua những cái tính năng của cái chiếc đầu karaoke Hanes Flex One. Thì cái chiếc đầu karaoke này mình cũng đã giới thiệu đến các bạn ở cái video clip lần trước rồi. Thì trước mặt các bạn là cái giao diện khởi động của Hanes Flex One. Thì chúng ta cần đợi một thời gian để cho nó lót dữ liệu cũng như là khởi động cái chiếc đầu karaoke lên. Hanes Flex One là cái chiếc đầu karaoke khá đặc biệt bởi cái tính năng có thể chọn bài hát bằng giọng nói, vì đây là cái chiếc đầu karaoke đầu tiên trên thị trường được trang bị cái tính năng này. Thì mình sẽ thao tác với cái chiếc remote truyền thống của Hanes Flex One, và bạn có thể nói trên cái chiếc remote này để tìm kiếm bài hát, thì tí xíu nữa để mình thử cái tính năng đó xem nó có được chính xác hay không. Và dĩ nhiên ngoài việc điều khiển và bấm chọn bài hát bằng giọng nói bằng thông qua cái chiếc remote, thì bạn còn có thể kết nối cái chiếc đầu karaoke Hanes Flex One với những cái thiết bị ngoại vi khác như Slapless hay Maxphone. Thì đây là cái thông báo có phiên bản phần mềm mới trên máy chủ, nó mời bạn cập nhật. Thì đây mình sẽ hủy bỏ qua. Sau khi mình bấm hủy thì nó sẽ vào cái màn hình home screen chính của chiếc đầu karaoke Hanes Flex One, rất là đẹp và trực quan. Thì cái dòng nó chia ra những cái dòng, dòng trên cùng là những cái bài hát ngẫu nhiên nổi bật, và cái dòng thứ hai là thể hiện những cái ca sĩ, chúng ta nghĩa là tìm kiếm bài hát theo ca sĩ. Thứ ba đó là cái nơi để bố trí những cái icon của những cái ứng dụng mà chúng ta cài đặt trên cái chiếc đầu karaoke Hanes Flex One từ kho Google Play Store, bởi vì đây là cái chiếc đầu karaoke hoạt động trên nền tảng Android với phiên bản là 4.4, rất là tiếc bởi vì nó không lên được 5 chấm đó. Thì mình sẽ vào cái mục thông tin sản phẩm để biết được cái phiên bản phần mềm mà Hanes Flex One đang xài, đó là cái phiên bản 1.0.7 đó. Cái ngày phát hành của Hanes Flex One là 12 tháng 1 năm 2016, cũng mới đây thôi đó. Rồi, ta sẽ vào cái mục quản lý ứng dụng là nơi để bố trí những cái ứng dụng mà chúng ta đã cài đặt trên cái chiếc đầu karaoke Hanes Flex One. Và dĩ nhiên là để cài đặt những cái ứng dụng này, chúng ta có thể vào cái kho SafePlay hoặc có thể cài đặt thông qua những cái cổng USB được bố trí ở cái mặt sau của thiết bị. Rồi, thì những cái ứng dụng này giúp cho cái chiếc đầu karaoke Hanes Flex One có thể giải trí online một cách thoải mái hơn. Thì để giải trí online thì chúng ta cần phải vào cái mục kết nối ở đây. Thì mục kết nối giúp bạn có thể lựa chọn cái giao thức kết nối, giao thức là Wi-Fi hay là Internet có dây đó. Thì mình sẽ chọn cái mục Wi-Fi, thì sau khi bấm vào mục Wi-Fi nó sẽ quét những cái tín hiệu Wi-Fi khả dụng, và việc còn lại của chúng ta là chọn những tín hiệu Wi-Fi khả dụng, nhập password nếu có đó. Thì đây mình đã chọn cái tín hiệu Wi-Fi video rồi đó. Như bạn thấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn thử một bài hát để cho nó hát xem và cái chất lượng âm thanh cũng như là cái hình ảnh của nó như thế nào. Đó, thì do đây là dạng nhạc MCV karaoke cho nên để bật tắt tiếng ca sĩ, chúng ta bấm vào cái nút biểu tượng cái môi ở cái trứng giữa, ở cái dòng trên cùng trứng giữa này. Đó, như mình thấy cái biểu tượng cái môi ở đây. Chất lượng hình ảnh khá đẹp, và trong quá trình nghe người khác hát hoặc là trong quá trình nghe nhạc, thì để có thể tìm kiếm và bấm chọn những bài hát khác thì chúng ta bấm vào cái nút menu ở kế bên cái môi, thì nó sẽ hiện ra một cái thanh menu ở phía trên. Đó, thì chúng ta dời cái con trỏ qua cái khoảng trắng và sau đó bấm chọn những cái chữ cái đầu trong tên bài hát. Ví dụ mình chọn bài Đôi Mắt thì mình sẽ bấm chữ DM ở đây, thì nó sẽ hiện ra ngay bên dưới những cái thông tin về ca sĩ cũng như là những cái bài hát phù hợp có hai chữ cái đầu là DM. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm bài hát bằng giọng nói trên chiếc đầu karaoke Hanes Flex One này một lần nữa để các bạn có thể trải nghiệm được cái tính năng hết sức thú vị này. Đi về nơi xa. Đi về nơi xa. Đó, như mình thấy là nó hiện ra cái bài Đi về nơi xa rồi đấy. Chúng ta chọn vào thôi. Rồi, thì để có những trải nghiệm tốt nhất trên cái chiếc đầu karaoke Hanes Flex One thì mời bạn đến trực tiếp tại Vida ở hai địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được trải nghiệm miễn phí cái chiếc đầu karaoke Hanes Flex One này, và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí, và Vida rất vui khi được chào đón bạn. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Chào các bạn.